bận sao? Bởi vì bà ngoại bị bệnh mà con. Vậy tức là tụi con phải tự chăm sóc lẫn nhau hả mẹ? Có ba nhà nữa mà. Mình à, anh mà bỏ lơ bọn trẻ là anh chết chắc với em đó, anh có biết chưa? Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, cho nên em cứ yên tâm lo chăm sóc cho mẹ đi nha. Trời ơi, em không biết là em có thể tin tưởng anh được hay không đây. Em về quê chăm sóc mẹ thì anh phải phụ em thôi. Có anh ở đây rồi, em đừng có lo lắng. Và nhớ tự chăm sóc mình đó nha. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Có vẻ anh đã trưởng thành hơn trước nhiều. Được rồi, có chuyện gì hãy gọi điện cho mẹ, có nhớ chưa? Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ đây nè con. Mẹ ơi. Thôi mẹ đi đây, hẹn gặp các con vào tuần sau. Nè em trai à, em làm tốt lắm. Chị ơi, chúng ta có thể coi tivi tới bao lâu vậy? Coi tivi bao lâu hả? Coi cho tới khi nào chúng ta buồn ngủ. Đầu tiên sẽ tìm mấy món ăn vặt trong khi coi tivi. Nếu không có thì lấy tiền mẹ đã cho đi mua đồ ăn vặt. Yeah! Ba ơi, chúng ta hãy đi siêu thị thôi ba. Đã lâu lắm rồi mình không được uống một chầu thật thoải mái với bạn bè. Có vẻ chúng ta mua hơi nhiều rồi đó. Nhiều tới nỗi đem về vất vả luôn. Nhiều quá à. Đừng có hỏi nữa, mấy em hãy mau bỏ vào trong tủ lạnh đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ vào tủ lạnh? Nếu như để cho đồ ăn lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy mau bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh đi nào. Nhanh tay lên. Tủ lạnh. Như vậy chắc là được rồi đó. Khoan hô. Hè đi coi tivi thôi. Hey, anh đang nó đúng không? Không thể được được được. Không bao giờ gặp phải cái đó hết á. Thì mình hết trơn đúng rồi. Đúng là mắc cười thiệt đó. Chị ơi, có chuyện rồi. Tới đây mau. Gì vậy, chương trình đang hay mà. Nhanh lên, chị tới đây mau. Sao, có chuyện gì chứ? Chị ơi, chị nhìn kìa. Bị đổ ra hết rồi. Làm sao bây giờ chị? Khi mẹ quay về mà biết nè, được nè, bình tĩnh thì... đi. Chắc có lẽ là do cửa tủ lạnh bị mở ra thôi. Bây giờ nói thế nào cũng vô ích thôi. Hả? Chị có cách rồi. Gọi điện thoại cho ba về giúp đi. Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo. Khang Ly. Khang Ly. Ôi trời. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Vợ tôi đang đợi nên chắc tôi phải về thôi. Bộ anh không đi về hả? Dĩ nhiên là giờ tôi cũng phải đi chứ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, anh nên đón taxi về nhà đi. Ai nói là tôi về nhà, chúng ta đến quán khác tôi sẽ đãi. Thôi mau lên chúng ta đi thôi. Chờ đi. Đau bụng quá rồi. Chị ơi, em thấy đói bụng quá. Thôi được rồi, tất cả chúng ta đều cảm thấy đói bụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nấu cái gì đó để ăn. Tối qua chắc là ba về nhà trễ lắm đây. Ba đã đi làm và bỏ lại tủ lạnh như vậy nè. Hôi quá đi, chắc là bị hư hết rồi. Chờ chị một chút nha. Chúng ta vẫn có thể ăn kim chi được. Có một quả trứng nè. Được rồi, chúng ta làm thử nha.
Em phải đổ đủ dầu để tráng đều hết cái chảo này. Bây giờ thì hãy đổ dầu vào trong đi. Đổ đủ dầu để tráng đều cái chảo. Chắc là tụi nhỏ đã ngủ ngon giấc rồi. Chúng ta không đến quán khác hay sao? Chắc là bây giờ tôi cần phải về nhà. Được các rồi, con tạm của biệt. Ba sẽ mua gà nướng về cho các con nha. Hãy chờ ba một chút nha. Như ở nhà không có ai hết trơn. Trời. Úi trời, cái gì vậy? Trời ơi, nhà cửa gì mà bề bộn quá trời. Không biết có cái gì đáng giá không nữa. Trời. Nhà có người hay sao? Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy ta? Mẹ Chadu tôi cứ nghĩ là đến tuần sau chị mới về. Thật là may mắn là mẹ của tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ôi trời đất ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các con mẹ đã về rồi đây nè. Các con không có mẹ chắc là vất vả lắm có phải không? Chính vì vậy mẹ đã mua hồng khô cho các con đây nè. Mình để nó ở đâu ta?
Nó đây rồi. Các con gà, mau ra đây đi. Mẹ hả? Mẹ về rồi hả? Mẹ! Các con làm gì vậy? Mẹ! Ê, con ơi! Con ơi con! Tại sao bây giờ con mới trở về vậy con ơi con? Anh cảnh sát ơi, mau đi thôi. Nhanh lên. Tạm biệt. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm một tên trộm ở trong khu vực của chúng ta. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra hết. À dạ. Xin báo cáo, có một người đàn ông say rượu bị rớt xuống sông Hàn. Xin vui lòng kiểm tra ạ. Ồ, được rồi, đã nghe rõ, tôi kiểm tra ngay. Mình đang ở đâu vậy trời? Wow, chiếc xe này quá đi. Chú ơi chú, con muốn mua con này. Đó. Để coi. Bạn già này đáng yêu quá đi. Con chọn xong rồi, con sẽ lấy con này nha chú. Có tiền không? Thật hả con? Con cũng biết là mua rồi thì không đổi hay trả hàng được đúng không? Tất nhiên là con biết rồi. Nói thiệt là chú cũng không nghĩ sẽ có ai mua con này. Được rồi, tâm trạng của chú rất tốt nên chú giảm giá cho con 500 won thôi. Có thiệt không chú? Con cảm ơn chú nhiều. Mẹ đã nói con không được mua đồ lung tung rồi mà. Minty cũng có mua một con nữa đó mẹ. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, không để nó chết đâu. Giờ đã mua rồi thì có trả được đâu. Chứ sao nhìn nó kỳ quá vậy? Con chắc nó là gà chứ. Có khi nào con lại bị lừa nữa hay không? Nó là con gà đó mẹ. Mẹ đồng ý đi nha. Con hứa sẽ dọn phân và cho nó ăn. Nếu con không làm đúng những gì mình nói thì mẹ sẽ đem nó bỏ đi, nghe rõ chưa? Dạ. Mẹ không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu. Chị Cha Đu, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Chị định gọi nó là bé Coco. Tên gì mà dở ẹt. Giữa một đàn gà lông vàng xinh đẹp, sao chị chọn có con xấu bắt này không biết nữa. Có xấu hay không thì cũng là gà của chị, đâu có liên quan gì tới em đâu. Mà sao nó không chịu ăn vậy? Bị nhịn đói từ sáng tới giờ, chắc là phải đói bụng rồi chứ. Hay là nó muốn ăn thuốc khác ta? Ôi trời ơi, sao mấy cái đứa này cứ ầm ĩ hoài không biết nữa. Anh nghe nói là Cha Đu mua gà con hả? Liệu có sống nổi không đây? Nếu con bé có thể nuôi gà lớn thì mình sẽ có món canh gà để ăn. Canh gà có vẻ ngon à nha. Ồn ào quá. Nếu như không muốn bị Doggo cắn thì hãy đi vòng đường khác đi. Sao có chuyện vô lý như vậy? Đau bụng quá. Coco à, mày vẫn ở bên ngoài đúng không? Tao sợ ở một mình lắm nên mày hãy làm tiếng động cho tao nghe đi. Thank you.
Jadu ơi, mình nè. Bạn muốn dẫn cô Cơ qua nhà mình chơi không? Cũng lâu lắm rồi mình không được thấy nó. Lúc trước bạn hay dẫn nó qua đây chơi lắm. Chuyện này có chút hơi khó nói. Mà bạn biết gì không? Bây giờ Bia đã lớn gần bằng trái bóng rổ rồi đó. Còn cô thì sao? Lúc trước thấy nó cũng lớn lớn, chắc giờ bự gấp đôi Bia ha. Mình nghĩ không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cái con này, sao mày dám ăn củ cà rốt tao chuẩn bị cho bữa trưa hả? Mày có mau nhả ra hay không? Xin lỗi nha, nhưng chắc là nó không qua được đâu. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta biết phải làm gì với nó đây. Anh nghĩ là anh biết đó. Con không biết, nó là đại điểu mà. Con bé đã nói là không biết rồi. Anh em không đừng xen vào chuyện này. Mẹ sẽ gọi cho bên sở thú mang nó đi. Không bàn cãi gì nữa hết. Đừng mà mẹ. Đừng cái gì mà đừng hả? Không lẽ con muốn nuôi con đà điểu ở nhà này hoài luôn hay sao? Nhưng con mới là người chăm sóc cho cô mà. Cô cũng giống như là người nhà của con vậy đó. Nếu nó là chó hay là mèo thì mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ đã quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Không được, con không đồng ý. Cô à, chúng ta bỏ đi đi. Shadow à, có chuyện gì vậy? Bạn bị bệnh hả? À, không, không có gì đâu. Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu vậy ta? Nghe chị dặn nè, hai đứa đừng có để cô tới gần mẹ, biết chưa? Với lại đừng có làm cái gì khiến cho mẹ tức giận, có biết chưa? Sẽ ổn thôi cô. Chắc là không có chuyện gì đâu không? Chị cha đâu? Hả? Không biết mẹ có gọi điện cho bên sở thú không, nhưng bây giờ có người đàn ông xấu đang ở trong nhà chúng ta đó. Quan đi cũng có nhảy nữa. Chú không được làm cô bị thương. Cô ơi, hãy cha đu, con mau tránh ra đi. Không muốn, con sẽ bảo vệ cho cô. Cô bé à, sở thú mới là môi trường thích hợp dành cho nó. Con nên để cho chú đưa nó đi. Tránh ra đi. Đó là súng mà. Chạy đi cô nhanh lên. Chị nói sao, chuyện đó là thật hả? Cô à, nhanh hơn một chút nữa đi. Dừng lại. Sung Hoon ơi. Là cha đâu? Bạn tìm mình có gì không cha đu? Sung Hoon nè, cho tụi mình trốn nhờ nha. Mẹ của mình kiên quyết gửi cô tới sở thú nhưng mình không muốn. Nhà của bạn có nhiều phòng như vậy, hay là cho mình và cô trốn nhờ đi, năn nỉ bạn đó. Nhưng cha đu à, trước tiên bạn có thể giải thích tại sao bạn lại nuôi một con đà điểu hay không vậy? Thật ra mình mua cô từ một chú bán gà trước cổng trường. Ai ngờ khi lớn lên nó lại là một con đà điểu. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Shadow à, mình có thể giúp bạn, nhưng bạn không thể giấu nó hoài như vậy được. Cô là một con đà điểu, nó phải sống ở một nơi rộng lớn chứ không thể bị nuôi nhốt như ốc sên được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình. Bạn chỉ giúp mình tới lúc đó thôi. Dù thuyết phục được thì bên sở thú cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, pin của mình nó mất tiêu rồi. Cô à, mày đang ăn gì á? Con đà điểu kia, mau nhảy ra cho ta. Có ai ở nhà không? Không, không phải chứ. Làm sao bây giờ, họ đã tìm được tới đây rồi. Trời ơi, chúng ta nên làm gì đây? Bác Kim hả, là con đây. Bác lái xe đến cửa sau chờ con nha. Cha đu à, mau đưa cô lên xe đi. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Bác mau lái xe đi. Bác ơi, nhanh lên nữa đi. Trời, cha đu, mẹ mà bắt được là con biết tay mẹ.
anh nhân viên sở thú nè. Anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được không? Cha đú à. Mọi người làm ơn yên lặng giùm. Bên đèn đỏ rồi. Cái kiểu này chắc chắn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Ủa, đó là xe nhà sơn hôn mà. Coco à, mày bình tĩnh một chút đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Họ đang tới kìa. Ôi, thò đầu ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Mình không nhìn lầm chứ. Đó là đà điểu. Nhưng mà cha đu làm cái gì ở đó vậy? Chuyện gì vậy? Bác Kim mà chạy nhanh hơn đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Phải dùng tới nó thôi. Sao tự nhiên bắt mở radio làm cái gì vậy? Nó không phải là radio. Tình huống vừa rồi nguy hiểm ghê đó. Mình cứ tưởng là đã bị bắt rồi. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Hai mình cứ ra ngoài trước đi. Ủa? Má, cái gì? Là sở thú hả? Chuyện này là sao hả Sung Hun? Sao chúng ta lại ở bên ngoài của sở thú chứ? Thật sự xin lỗi bạn Chadu. Mình đã kêu bác Kim chở tới đây đó. Bạn nói cái gì? Chadu à, mình biết bạn rất thích Coco. Nhưng bạn làm sai cách rồi. Đây mới là nơi thích hợp với nó. Tại sao bạn có thể làm như vậy với mình được hả? Mình thật sự rất thất vọng về bạn đó Sung Hun. Nếu bạn thật sự yêu thương Coco, vậy hãy làm điều tốt nhất cho nó. Bạn không thể suốt ngày mang nó chạy trốn như vậy được. Nhưng mà Coco là người thân của mình mà. Mình sẽ không để nó rời xa mình đâu. Nghe đây Chadu, bạn không phải là một con đà điểu. Bạn phải cho Coco một cơ hội chứ. Nó cần kết bạn với những con đà điểu khác, cũng cần tạo dựng một gia đình. Tuy có một chút khó khăn, nhưng bạn có từng nghĩ nếu Coco vui vẻ thì bạn cũng sẽ vui không? Nhưng mà Ủa? Coco ơi. Ủa? Không được, tao không muốn xa mày. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đẹp trai, có câu hỏi tiếp theo. Baby nói cho chị nghe, con gà có mấy ngón chân? Có hai ngón. Sai rồi, câu trả lời là 4. Đà điểu thì mới có 2. Bực ba con quá đi. Không biết là hôm nay ba con lại lặn ngụp ở đâu nữa rồi. Lặn gì vậy mẹ? Hồ bơi hả? Ai đi hồ bơi á mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ ơi. Im lặng đi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Mau tắt tivi đi ngủ cho mẹ. Thì ba mới là người đi về trễ. Sao mẹ lại nổi giận với con? Còn hỏi nữa, hay là con muốn mẹ cho một trận thì mới hiểu tại sao mẹ nổi giận hả Chadu? Dạ thôi, con hiểu rồi. Tự nhiên chị chọc giận mẹ chị không biết nữa. Báo hại bây giờ em không xem tivi được nè. Mimi nè, chị rất vui vì em ở đây với chị á. Ơ, ý gì đây? Ý của chị là chị đang cần người để trốn giận. Đăng ma, đăng ma có ồn ào nữa. Nhột quá à, đi đâu vậy hả? Không kịp trốn đâu. Trời hồng hồng mà nắng trong trong. Các cô ơi, bao giờ rồi nè? Anh nhỏ tiếng chút đi, hàng xóm thức dậy hết bây giờ. Ba về rồi. Ba gây rắc rối. Ôi trời ơi, con có chịu nổi không? Người của anh chỉ toàn là mùi rượu. Ba ơi. Trời ơi, các công chúa của bà. Chắc là mấy đứa đang đợi bà về đúng không? Dạ. Vậy bà phải thử cho các con rồi. Để bà coi có cái gì không bà. Đây, đây nè, đi mua cái gì ngon ngon ăn nha. Hai đứa thương ba như vậy, thử thêm cho con mực nè. Trời ơi, mấy đứa này thiệt là. Nhiệm vụ đã xong. Thần thân là của trời. Sao cái đời chị lại chia đều chứ? Chia cho em với. Ừ.
bà xã ơi, anh có chuyện muốn nói. Tắm xong rồi nói. Người của anh toàn là mùi rượu không hả? Bà xã, anh nghỉ làm rồi. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng em đừng lo, anh vẫn còn trẻ mà. Lúc trước anh có nói với em rồi, chính sách của công ty không phù hợp với anh. Quan trọng là anh không tìm thấy được tương lai khi làm việc ở công ty. Anh sẽ cố gắng, em hãy tin anh nha. Bà xã ơi, anh nói là anh đã nghỉ làm rồi. Bà xã ơi, em làm sao vậy? Má sắp nhỏ ơi. Em đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Không được ngủ ngon như vậy. Chị thật sự rất sảng khoái. Con nít con nôi mà nói chuyện cứ y như người lớn. Ba con vẫn chưa dậy nữa hả mẹ? Bộ hôm nay ba không đi làm sao? Đúng vậy, ba của con nói là không muốn đi làm nữa. Ba đúng là sợ chết luôn. Mấy cái đứa này bảo đi học đi trễ bây giờ đó. Chị muốn được nhanh chóng trở thành người lớn. Người lớn sung sướng lắm, có thể coi tivi tới tận khuya. Nếu không thích thì cũng không cần phải đi làm. Trời ơi cha Đu, có lúc em thấy chị còn ngây thơ hơn cả con nít. Chị tưởng lúc nào ngày lớn cũng được làm điều họ muốn hả? Chị ơi, em nói đúng mà sao chị đánh em? Đừng mà, đừng đánh nữa. Đừng lại đó nha trời. Hôm nay ba vẫn không đi làm sao? Đúng vậy. Công ty của ba được nghỉ hả ba? Đúng vậy. Thật hả? Các công ty khác đều được nghỉ sao? Đúng vậy. Sao hai đứa còn chưa chịu đi học nữa? Mẹ nghe con hỏi mà muốn phát mệt luôn rồi đây nè. Ba của con bị thất nghiệp rồi, không có đi làm gì hết á. Cho nên khi điền mẫu khai lý lịch của gia đình, các con phải ghi ở chỗ việc làm của ba con là thất nghiệp. Đã hiểu chưa? Mẹ nói có thiệt không ba? Thật đó. Chị ơi, chị không sao chứ? Sau này chúng ta phải làm sao đây? Chị ơi, trường ở hướng này mà, chị đi đâu qua đó vậy? Nhanh lên! Các em, bây giờ chúng ta sẽ mở sách trang 78 nha. Mình thấy hôm nay bạn lạ lắm. Suốt cả buổi sáng mà bạn không nói tiếng nào hết. Bộ có chuyện gì hả? Bạn làm ơn đừng có hỏi mình nữa. Bây giờ mình đang rất là buồn luôn á. Tạm biệt nha, ngày mai gặp. Ngày mai gặp lại. Mẹ nói ngay cả khi ba đi làm thì nhà mình vẫn rất là khó khăn. Bây giờ thì sẽ ra sao chứ? Có lẽ là mình sẽ không được mặc áo mới và giày mới nữa. Xong rồi, áo của con đây nè cha Đu. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái áo này đẹp quá đi. Chuyện quần áo không nói, còn chuyện ăn uống của cả nhà nữa chứ. Đồ ăn đây, mọi người mau ăn đi. Đây là dưa cải muối mà. Mẹ thấy trong thùng rác nhà Minh Chi có rất nhiều, cho nên mẹ lấy về, các con có ăn thoải mái đi ha. Vào mùa đông thì thậm chí mình và Mimi còn phải nghỉ học nữa. Bạn sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe đi. Sao bạn lại đi theo mình vậy Minchi? Mình nói là muốn ở một mình rồi mà. Nhưng đây là đường duy nhất về nhà mình. Không đi đường này thì đi đường nào chứ? Nói cũng phải hơn. Đằng kia có phải là ba của bạn không? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Bạn đang nói gì vậy? Giờ này ba của mình đang đi làm mà sao có thể xuất hiện ở đây được? Chị chắc có lẽ mình nhìn lầm. Minchi nè, hôm nay tụi mình đổi đường này đi ha, được không?
nhưng đường này đâu có về nhà mình được đâu. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được mà. Cha Đu à, thật sự là bạn không có chuyện gì chứ? Hồi nãy sao mình lại làm vậy chứ? Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy nè? Dạ thưa mẹ, con về rồi. Con gái cưng của ba về rồi. Hôm nay ba có mua kem cho con đây nè. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ Cha Đu của ba thích nhất là món này có đúng không? Nè con. Vậy thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Tại sao mình lại bỏ chạy chứ? Ý của mình đâu phải như vậy đâu. Đỡ nè. Chú đang ngồi đó là ai vậy ta? Là ba. Bạn bè đều đang ở đây, mình có nên giả bộ là không biết bao. Mà cũng thiệt là không biết bác bảo vệ đang làm cái gì nữa. Tại sao lại để cho một người say xỉn tự do vô trường như vậy? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được thôi. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ là Cha Đu của ba thích nhất món này đúng không? Dạ thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Các bạn không cần lo, bây giờ mình sẽ đi kêu bác bảo vệ, chắc chắn bác ấy sẽ biết cách xử lý. Ai da? Ai vậy? Là mình đó. Bạn ăn nói cho cẩn thận đi. Người đàn ông đó chính là ba của mình. Chắc là đúng rồi. Cô ơi cô, người đó thật sự là ba của em. Có lẽ là ba em uống hơi nhiều rồi. Cô cho em xin nghỉ để đưa ba về được không cô? Tất nhiên là được. Cha Đu à, chắc là ba của em sẽ vui lắm đó. Dạ. Hồi lúc cô bằng tuổi của em bây giờ, cô rất xấu hổ vì mẹ cô bán hàng ở chợ, cho nên lúc nào cô cũng giả bộ là không quen biết ba mẹ. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, cô thấy mình có lỗi quá. Cô ơi, sao cô có thể làm như vậy được chứ? Là gì? Em nghĩ là cô nên đi gọi điện thoại cho ba mẹ liền đi. Đúng rồi đó. Xin lỗi con nha Cha Đu, ba chỉ muốn nhìn xem con gái ba ở trường như thế nào thôi. Ba thấy rất có lỗi vì từ lúc con đi học tới giờ ba chưa từng đến trường con lần nào, nhưng lại khiến con xấu hổ rồi. Con không hề thấy xấu hổ gì hết. Ba là ba của con mà. Cha Đu à. Ba ơi. Công chúa của ba, mình đi ăn bánh gạo cây nha. Cần có bánh rán và bánh hấp nữa. Tất nhiên rồi, còn có trứng, xúc xích và khoai lang nữa nè. Nghe quen không? Ba là người tuyệt vời nhất trên đời. Quá ngon quá đi. Lâu lắm rồi ba mới ăn lại món này á. Đang trong giờ học, con không ở trường mà ở nhà làm gì vậy hả Cha Đu? Dạ tại vì con. Được rồi, chuyện đó để sau hẳn nói. Ông xã à, anh mau chuẩn bị đi làm đi. Sếp của anh mới gọi điện nói cho em biết đó. Cái gì, sếp của anh hả? Ba ơi, vậy là ba vẫn chưa nghĩ gì có đúng không? À đúng vậy. Wow, ba thiệt là tuyệt vời. Con ăn no rồi, bây giờ con quay lại trường để học tiếp đây. Anh nghĩ gì về tương lai của mình hả? Anh thật sự muốn bỏ việc sao? Em nghe nói anh đã uống say rồi hành động vô lễ ngay trước mặt sếp, có đúng việc không anh? Không phải đâu. Tại anh thấy ông ấy rất giống người bạn học chung lớp ngày xưa, cho nên mới tới nói chuyện. Anh không có ý làm vậy mà. Ông xã, anh đi đâu bộ cầm quá vậy? Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Chào các em. Trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minh Chi. Chơi Cha Đu.
Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Qua, wow, khoai lang nướng nè. Minji à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô giáo đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai đừng nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cho đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Hả? Là bánh gạo cay kìa. Đi thôi Minji. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Đúng rồi con. Cha đưa chắc chắn ăn 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? Đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm tổng nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Đợi mình với. Nghi ngờ người bạn thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa. Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Chandu à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình cô ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con, ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn, cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Ôi, không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đó, biết chưa? Minji à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi cho đưa à, nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minji à, cảm ơn bạn nha Minji à. Bạn bè không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được, bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình Minji à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha đu về rồi hả? Con về thật tốt quá, con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ con không đi được đâu, vì con đã hứa với người bạn thân Minji của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được, vậy lát nữa khi đi chợ mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Cha đưa à. Ôi trời ơi, nhìn kìa, mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon, tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt dài nhìn không ngon chút nào hết. Hả? Cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả? Nếu không bán tôi sẽ lấy bằng cả tiền á. Ôi, vậy thôi cha đu. Ôi, cái cô đó lấy cái ớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Minji à? Mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha đưa à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà chính vì vậy Minji à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt.
Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi, có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là một con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Và chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Ôi trời ơi, đừng nói linh tinh nữa. Dạ bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được, bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu, nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Đại bà hãy ăn từ từ thôi, rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cô thật tốt bụng quá, cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Chị sao đâu? Chị sao vậy? Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt, nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà. Ôi trời ơi. Đậu của tôi. Trời đất ơi, là có gì vậy? Má đi lượm đậu về đây cho bà đi. Dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây, nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đây. Anh nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi à. Nè con à, có chuyện gì vậy? Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được. Nè cháu gái, nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả?
sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì, cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.